Video lúc này, cân điện tử Giao Phát gửi đến anh chị về hướng dẫn hiệu chuẩn cân điện tử, cân đếm điện tử GCQ. Và nếu là anh chị đang sử dụng cái cân đếm điện tử GCQ 3kg, 6kg, 15kg hay 30kg đều có thể tham khảo video clip này. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là cái nguyên nhân vì sao cái cân nó sử dụng lâu dài thì nó hay bị lệch số, và khi mà lệch số thì chúng ta có reset lại được hay không, và reset như thế nào. Thì tất tần tật những vấn đề đó thì video lúc này cân điện tử Giao Phát sẽ chia sẻ đến anh chị ạ. Và để tìm mua cân điện tử, anh chị có thể truy cập đến website www.cangiaphat.com. Đây là một trong những website chuyên về cân điện tử, phân phối đủ loại các dòng cân điện tử Gadever và một số thương hiệu khác. Anh chị có thể tìm mua cân trọng lượng, cân đếm số lượng, cân inox chống nước từ 3kg đến 30kg, cân bàn điện tử từ 60kg đến 500kg, cân nông sản từ 300kg, 500kg, cân sàn, cân treo điện tử từ 1 tấn đến 30 tấn ạ. Và video clip này có âm thanh cho nên chị cứ cắm tai nghe hoặc là mở âm lượng vừa đủ ạ. Và cũng đừng quên nhấn vào nút subscribe hay là nút đăng ký bên dưới video clip này ở YouTube để nhận được nhiều hơn video clip về hướng dẫn sử dụng cân điện tử. Video clip này cân điện tử Giao Phát chia sẻ với anh chị về mẫu cân GCQ và nói đến cái khái niệm chính tính chính xác của cân, và khi cân không còn chính xác nữa thì chúng ta có thể làm gì, chúng ta có thể cài đặt cân như thế nào để giúp cho cân trở lại như chính xác như ban đầu. Và khi anh chị mua một cái cân điện tử mới này từ cân tự Giao Phát thì anh chị tin tưởng rằng là cái cân nó luôn luôn chuẩn rồi mới giao cho anh chị, tại vì nhân viên kỹ thuật của công ty cân tự Giao Phát sẽ chuẩn cân này bằng những cái quả cân inox như thế này đây, cho nên tính chính xác rất là cao. Rồi ví dụ như chúng ta khởi động cân lên, chúng ta sẽ thử lại cho anh chị thấy ha. Rồi một quả cân 2kg hiển thị là 2000g, thêm một quả nữa là 4000g, một quả nữa là 6000g. Có nghĩa là anh chị hoàn toàn yên tâm về tính chính xác của cân, tại vì trước khi giao đi cho anh chị á thì nhân viên của cân tự Giao Phát đã dùng chính những cái quả cân chuẩn inox để hiệu chuẩn và chuẩn kiểm tra và chuẩn chỉnh cái cân này đúng ký rồi mới giao cho anh chị. Một vấn đề khác mà anh chị sẽ quan tâm là anh chị muốn cái cân này được hiệu chuẩn bởi một cơ quan thứ ba, bởi một đơn vị thứ ba. Ví dụ như một số anh chị đang trong những công ty xí nghiệp mà theo tiêu chuẩn ISO ấy, thì anh chị sẽ tất cả những cái công cụ, những phương tiện đo lường trong công ty đều có phải được kiểm định hiệu chuẩn. Thì anh chị có thể mang cái cân này đến những cái chi cục ở từng tỉnh hoặc là tổng cục mà tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam. Ở Sài Gòn thì có trung tâm 3, có chi cục thành phố Hồ Chí Minh, có SMEDES 1. Yeah. Thì anh chị có thể tự mang cân đến, hoặc là anh chị có thể nói với cân tử Gia Phát rằng là anh chị cần hiệu chuẩn kiểm định cái cân này trước khi giao đến cho anh chị. Thì phí phát sinh nó sẽ có, nhưng mà anh chị sau khi nhận được cái cân thì anh chị hoàn toàn tin tưởng vào độ chính xác của cân. Và cái thời gian, thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận hiệu chuẩn kiểm định đó trong một thời gian 1 năm. Và sau 1 năm đó và anh chị cần hiệu chuẩn kiểm định lại thì anh chị có thể là tự mình mang đến chi cục ở từng tỉnh, hoặc là gửi cân lại cho công ty cân tử Gia Phát, sẽ mang nhân viên bên cân tử Gia Phát sẽ mang cái cân này đến những chi cục hoặc là tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam để thực hiện cái việc mà hiệu chuẩn kiểm định lại cho anh chị, và sau đó gửi đi thì anh chị sẽ đỡ mất thời gian và công sức hơn. Rồi còn quay lại cái vấn đề là chúng ta muốn tự kiểm tra cái tính chính xác của cân này thì chúng ta sẽ làm như thế nào, và khi mà chúng ta kiểm tra rồi mà chúng ta phát hiện cái cân nó sai lệch thì chúng ta phải giải quyết như thế nào đây? Thì lúc đó chúng ta sẽ cái vấn đề cái video clip này nè, cân tự Giao Phát muốn nói với anh chị rằng là không phải là về vấn đề hiệu chuẩn kiểm định mà vẫn chúng ta tự kiểm tra. Tại vì khi mà chúng ta thực hiện thường xuyên cái việc mà tự kiểm tra nè thì chính bản thân mình đã kiểm tra cái cân này chính xác hay không, và nó đảm bảo được cái lợi ích kinh tế, cái tính chính xác của công việc của mình theo đúng như cái tiêu chí mà slogan của cân tự Giao Phát rằng là gia tăng chuẩn xác, phát đạt thành công là như vậy. Đó là một cái nguyên lý, đó là giống như là cái kim chỉ nam của công ty cân tự Giao Phát vậy. Cho nên là video clip này sẽ chia sẻ với anh chị về cái thao tác, cái cách mà chúng ta tự kiểm tra cái cân này, và nếu mà sai lệch thì chúng ta sẽ làm như thế nào cho nó đúng, để bảo vệ cái lợi ích trước mắt là bảo vệ lợi ích của anh chị ha. Rồi khi mà anh chị mua cân thì anh chị tin tưởng rằng cái cân này luôn luôn đúng ha, rồi anh chị cứ yên tâm mà sử dụng. Rồi một thời gian mà chúng ta xài một thời gian 1 năm thì thông thường cân nó sẽ lệch một tí, 1-2 bước nhảy, 1-2 bước nhảy là 1-2 số cuối của mình á. Rồi thì cái nguyên nhân vì đâu mà cái cân nó có thể bị lệch, thứ nhất
anh chị nên đặt cân trên một cái mặt bàn kiên cố chắc chắn. Tại vì mình hạn chế đặt trên những cái bàn nhựa hoặc là bàn inox mà bàn xếp lại á, nó không có kiên cố đâu. Cho nên khi mà anh chị cân cái một cái vật nặng á, thì lúc đó thì nó sẽ nghiêng quang ở lại như vậy, thì lâu dài thì nó ảnh hưởng đến độ chính xác của cân. Đó là một nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai là anh chị khi mà anh chị đặt cái cân lên mặt bàn á, anh chị phải nâng chỉnh cái chân đế nè cho cái cân nó thật sự thăng bằng, nó không có bị chông trên, nó không bị mấp mô. Còn việc nâng chỉnh nó như thế nào thì anh chị để ý là bên dưới cái cân nó có bốn cái chân, thì cái chân bản thân mấy cái chân này nè mình có thể xoay chỉnh được ha. Mình xoay chỉnh ở đây để mục đích mình nâng lên hạ xuống để cho giúp cái cân nó thật sự thăng bằng trên mặt bàn. Cái điều đó nó quan trọng lắm, nó giúp chúng ta sẽ chính xác lâu dài theo thời gian. Còn cân điện tử anh chị sẽ nói là nó có lệch hay không, thì thực tế là nó lệch hay không là do cái thao tác mình sử dụng lâu dài. Rồi còn cái việc mà lệch đó thì mình sẽ hiệu chuẩn lại, chứ không có vấn đề gì cả. Anh chị yên tâm là anh chị có thể tự kiểm tra và tự hiệu chuẩn lại cân. Và còn cái thao tác như thế nào thì chính cái video clip này sẽ hướng dẫn cho tất cả. Rồi nhắc lại vấn đề là chúng ta khi mà chúng ta đặt cái cân lên mặt bàn á, chúng ta phải kiểm tra thử xem nó là trong trên hay không. Rõ ràng nó đang đó, nãy mình có dặn cái chân trên, anh thấy chị thấy trong video clip nó có bị trong trên nè. Rồi bây giờ mình đưa cái tay vào đây, mình xoay chỉnh cái chân đế sao cho cái cân nó thật sự thăng bằng, nó không bị trong trên nữa. Rồi bây giờ nó hết trong trên rồi nè, chúng ta kiểm tra lại lần nữa. Rồi hết thăng bằng, hết trong trên rồi, nó đang thăng bằng rồi. Lúc đó chúng ta mới khởi động cân lên và chúng ta sử dụng, thì cái cân nó rất thăng bằng, rất kiên cố, và cái sự chuẩn chỉnh nó lâu dài theo thời gian. Rồi một chuyện nữa là chúng ta thao tác cân, tốt nhất là anh chị cứ đặt cái vật cân ngay cái trọng tâm của đĩa cân. Như vậy thì cái cân lâu dài nó sẽ chuẩn chỉnh hơn. Còn nếu anh chị cứ thao tác mà cứ đặt lệch hướng này, rồi hôm sau đặt lệch hướng này, rồi hôm sau đặt lệch hướng này, hoặc là thường xuyên đặt lệch một góc như thế này, thì về lâu về dài nó cũng sẽ ảnh hưởng độ chính xác. Ảnh hưởng như thế nào? Thì lúc đó đó anh chị đặt cái quả cân 2kg này nè, nó vẫn hiển thị 2000g. Nhưng nếu như một ngày thời gian mà anh cứ thao tác mà không trọng tâm á, thì lâu dài anh để ở chỗ này nó sẽ còn là 1999 nè, hoặc là 2001. Ví dụ vậy, đặt chính giữa nó vẫn đúng, nhưng mà đặt bên góc nó lại lệch đi một số cuối. Như vậy thì những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến độ chính xác cân thì cân Gia Phát đã vừa chia sẻ. Thì qua đó đó anh chị cũng sẽ có một cái cách sử dụng đúng hơn. Nếu như mà chúng ta đang sử dụng mà đúng như vậy rồi thì quá tốt rồi, không có gì để nói thêm. Còn nếu như mà trong quá trình sử dụng mà nhân viên bên mình hay là chính bản thân mình cũng đang sử dụng nó khác những cái gì mà vừa nói, thì anh chị có thể thay đổi lại để cho cân nó chuẩn xác lâu dài hơn. Còn nếu mà trong thời gian sử dụng mà anh chị có cái cách gì đó mà sử dụng cân nó tốt hơn, bền hơn, thì xin mời anh chị để lại cái lời nhận xét bên dưới ở video clip này YouTube, để cân Gia Phát cùng với anh chị xây dựng, cùng nhau xây dựng để chúng ta có một cái cân nó sử dụng được lâu dài hơn, bền bỉ hơn và tính chuẩn xác nó được lâu hơn. Còn bây giờ thì quay lại vấn đề là nếu như một ngày kia mà chúng ta đặt cái quả cân lên mà nó không hiển thị đúng cái trọng lượng của nó, thì chúng ta phải làm sao? Ở đây trong môi trường gió anh chị, cho nên là có thể mình đặt lên đặt xuống thì nó sẽ là như vậy. Còn bây giờ chúng ta đặt vấn đề, chúng ta đặt cái quả cân chuẩn lên mà nó không đúng cái trọng lượng đó, thì chúng ta phải làm sao? Video lúc này thì cân Gia Phát đang cố gắng hướng dẫn cho anh chị cái thao tác. Còn ở trong môi trường này, em đang trong môi trường có quạt gió, cho nên có thể là anh chị sẽ thấy nó không đúng như là ví dụ như quả cân 2kg mà nó 2001, thì anh chị cứ tạm hiểu rằng là do môi trường gió hay là cân bản thân cái cân này đang cố tình làm sai để reset lại cho đúng cho anh chị ha. Rồi còn bây giờ cái thao tác nó như thế nào để hiệu chuẩn cái cân này, thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta đặt cái cân lên mặt bàn kiên cố, chuẩn chỉnh cái cân làm sao đó cho thăng bằng, sau đó chúng ta giữ phím ta re và mở nguồn, tiếp tục giữ phím ta re và cân hiển thị thành. Rồi sau đó chúng ta bấm ta re xác nhận, rồi chờ cân phản hồi. Đến khi này cân hiển thị 10kg. Vì sao là cân hiển thị nó 10kg mà không phải số cân khác? Thật ra là như thế này, cân điện tử này là mức cân là tối đa là 30kg, cho nên là cái bước đầu tiên nó hiển thị là 1/3 trọng lượng maximum, cho nên nó hiển thị là 10kg. Còn nếu như mà cái cân của anh chị đang là 3kg thì nó chỉ hiển thị là 1, trên này nó là 1kg thôi. Và nếu tương tự như vậy là cái cân của anh chị đang là mức cân tối đa là 6kg thì cái số này nó hiển thị là 2kg. Và nếu như mà cân anh là 15kg thì cái số này nó hiển thị lên là 5kg mà thôi. Tự chung nó là 1/3 của trọng lượng maximum. Rồi cân bảo mình đặt lên 1/3 thì chúng ta đặt lên 1/3 thôi.
Rồi chúng ta cũng đã đặt lên trọng lượng là 1/3 maximum là 10 kg. Vậy chúng ta đặt đều cái đĩa cân hết chứ không tập trung ở một bên góc nào. Tốt nhất là đặt đều trên đĩa cân. Rồi sau đó chúng ta tắt hết những yếu tố ảnh hưởng liên quan ha, hoặc gió hay là gió tắt hết. Rồi sau đó chúng ta bấm ta ra để xác nhận. Rồi chờ cân phản hồi, cân kêu một cái tích một cái. Rồi sau đó chúng ta bấm M cộng để lưu. Rồi cân hiện chữ pass là xong rồi đó. Rồi như vậy là chúng ta đã vừa hiệu chuẩn cái cân, vừa reset cái cân điện tử GCW này để cho cân nó đúng lại như là lúc ban đầu. Chúng ta cắt cân đi, chúng ta khởi động lại và chúng ta kiểm tra lại một lần nữa thử xem cái quá trình mà chúng ta vừa làm đó nó đạt chuẩn hay chưa, nó đúng ký hay chưa. Rồi bỏ hai quả cân lên và hiển thị là 4.000 gram là đúng bon anh chị ha. Như vậy là qua cái video clip này nè, là cân da điện tử giao phát cố gắng hướng dẫn cho anh chị cái thao cái cách mà chúng ta kiểm tra cái cân này có còn chuẩn xác hay không. Nếu như mà không còn chuẩn xác thì chúng ta có thể tự reset lại được. Cái việc này là nó rất hữu ích cho anh chị để anh chị tự kiểm tra và tự cài đặt lại cái cân cho mình nó đúng ký cho mình trong quá trình sản xuất á, thì nó tính chính xác nó cao hơn. Nó giống như tiêu chí mà của kênh tự giao phát là gia tăng chuẩn xác, phát là thành công. Rồi một vấn đề đặt ra nữa là anh chị không có cái quả cân chuẩn này, anh chị phải làm như thế nào? Nếu như mà anh chị có đã sử dụng một cái cân này được hơn một năm rồi mà anh chị không có quả cân chuẩn, thì anh chị có thể, để tiết kiệm nhất cho mình á, anh chị có thể gửi cái cân này vô lại cho cân tự giao phát và cân tự giao phát sẽ chuẩn chỉnh lại cho anh chị, hiệu chuẩn lại cho anh chị đúng ký và gửi lại cho anh chị nhanh nhất có thể qua hình thức chuyển phát nhanh hay là hình thức giao cân trực tiếp. Ở bên hông cân á, luôn có tên công ty, luôn có số hotline, luôn có hai địa chỉ công ty, luôn có website, luôn có mã bảo 3D. Anh chị cần anh chị cứ gọi nhanh cái số hotline này và hoặc là gọi và thông báo và sau đó gửi đến một trong hai địa chỉ của công ty này thì cân tự giao phát sẽ nhận hiệu chuẩn, reset lại cái cân cho anh chị và gửi lại cho anh chị nhất có thể. Một số anh chị khác mua cân ở lĩnh vực ở đơn vị khác mà cũng cần cân tự giao phát hỗ trợ thì anh chị cũng thể làm tương tự như thế, có thể gọi nhanh cái số hotline hiển thị trên màn hình thì cân giao phát sẽ hỗ trợ nhanh nhất có thể đến anh chị. Rồi một số anh chị đang có sử dụng rất nhiều cân này trong công ty xí nghiệp thì anh chị hãy mua cho mình những cái quả cân chuẩn này như thế này đây. Nó cũng không nhiều tiền lắm nhưng mà nó giúp cho anh chị tự kiểm tra cái tính chính xác của hệ thống cân của mình. Hệ thống cân có nghĩa là một số lượng cân nhất định, nhiều nhất, nhiều của anh chị thì anh chị sẽ tiết kiệm hơn. Và lúc đó thì anh chị cứ gọi đến kênh tự giao phát và sẽ giao cho anh chị những quả cân chuẩn như nhóc đó. Ít nhất là 1/3 trọng lượng maximum của những cái cân mà anh chị đang có anh chị ha. Ít nhất là 1/3 trọng lượng maximum. Còn nếu anh chị có nhiều điều kiện hơn thì anh chị cứ mua nhiều hơn, 2/3 hoặc là 3/3 trọng lượng maximum luôn. Thì mình có thể là chuẩn hiệu chuẩn cân nhiều cách khác nhau. Rồi, như vậy là video clip này đã vừa chia sẻ hết cho anh chị về cái nguyên nhân ảnh hưởng đến cái độ chính xác của cân về lâu về dài, cái cách kiểm tra và cái cách chúng ta reset lại cái cân, cách chúng ta hiệu chuẩn lại cái cân GCW. Rồi, nếu như mà anh chị đang xem video clip này ở YouTube á, thì xin mời anh chị nhấn vào nút subscribe hay là nút đăng ký bên dưới video clip này để nhận được nhiều hơn video clip về hướng dẫn sử dụng hoặc là hướng dẫn cài đặt cân. Và nếu như anh chị mà đang cần tìm đến cái cân này trên website của công ty cân điện tử Giao Phát á, thì anh chị nhìn vào xuống cái phần mô tả, kênh tự Giao Phát cũng để đó một cái đường link. Anh chị cứ nhấn vào đó thì dẫn đến cái cân điện tử này trên website của công ty cân điện tử Giao Phát. Và nếu một số anh chị mà đang xem video clip này mà cảm thấy cái cân này nó hữu ích với mình, hữu ích ở đây có nghĩa là chúng giúp chúng ta đếm số lượng. Một vài video clip khác thì kênh tự Giao Phát cũng đã giới thiệu chi tiết về cái dòng cân đếm này rồi. Đây là dòng cân đếm điện tử của thương hiệu Yadoba Đài Loan và cần mua một cái cân điện tử này để phục vụ cho sản xuất kinh doanh, ví dụ như đếm ốc vít, ví dụ như đếm nút, đếm dây kéo trong may mặc, thì anh chị cũng có thể mua cái cân này về để mình đếm hàng hóa phụ kiện mình phân truyền cho nó nhanh, thì anh chị cũng có thể mua cái cân này, nó tiết kiệm cho anh chị rất nhiều trong sản xuất kinh doanh của mình. Và nếu anh chị cần mua cân này thì cũng có thể gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình hoặc là Zalo đến cái số hotline là 0909899833 thì cân điện tử Giao Phát cũng sẽ giao cân nhanh nhất có thể đến anh chị ạ. Cân điện tử Giao Phát chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.